Em còn một số mẫu đèn Tiffany. Đây là đèn chuẩn màu vàng. Đèn chuẩn màu vàng các bác nhé. Giá thì em cũng báo luôn cho bác rồi đấy. Dòng này là cao gần 70. Em sẽ ghi chi tiết cái kích thước ở trong cái logo tiêu đề cho bác. Đấy, màu xanh này nữa này. Màu vàng, màu xanh, còn một màu xanh nữa. Đấy, đây là xanh thân con chuột chuẩn đỏ. Đây còn một màu xanh này nữa này. Đẩy nốt vào cho các bác nhìn này. Đây nhá, để em nốt cái này. Con này có 3 bóng giật trên, một bóng bầu. Đấy. Dọn nốt cho bác đi. Còn mấy con dọn nốt để cho bác mức giá 3.900.000. Đó là mức em bán. Đây còn màu xanh này nữa. 3.900.000 nhá. Bác nào nhu cầu thì liên hệ với em. Giá này là giá em bán chứ không đưa lên thì mặc cả mất việc lắm. Đấy. 3.900.000, dọn nốt còn được mấy con. Chiều cao kích thước em ghi ở ngoài. Chào các bác.